Mọi người ơi, hôm nay mình mua cua để mình làm cho ăn ăn này mọi người. Để bổ sung canxi đó, như mọi người có gợi ý cho mình nó mua cua rồi mấy đồ hải sản gì ấy, mọi người. Thì bữa nay không phải mua cua, cho nên là mình mua cái con loại cua mà cua mắt càng á. Nó mắt bên một bên càng thì giá nó rẻ hơn 3 đồng lận. Đấy. Mắt có một cái càng thôi à, nhưng mà nó vẫn còn sống. Tại vì mắc càng nên nó rẻ hơn thôi đó mọi người, chứ nó không khác gì nhau hết á. Mua hai con, mình tính là một con mình sẽ hấp lên, với một con là mình sẽ rame. Rồi con này á, là xương này. Xương này cũng bổ sung chất canxi luôn. Thì xương này mình sẽ hầm hầm với lại là bí đỏ, tại vì chồng mình thích ăn canh xương mà hầm với bí đỏ mọi người. Lúc đầu á, mình tính là mua 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 bắp này, hầm với bắp với lại là cà rốt đồ á. Sau rồi mình thấy bí đỏ người ta bán cũng rất là ngon nên mình mua một trái về, sau rồi mình hầm với xương. Còn bên này bữa nay mình tráng miệng chuối. Chuối cũng rất là tốt cho cái việc mà lành lại xương á. Tại mọi người có nói vậy cái mình mua theo nè. Và chồng mình á, thì ảnh thích ăn chuối nhỏ vậy nè. Chuối nhỏ Việt Nam này là chuối cao mua ngoài chợ Việt. Còn này là chuối Mỹ. Chuối Việt Nam và chuối Mỹ này. Mà ảnh lại thích ăn chuối Việt Nam hơn nha. Cái trái mà càng nhỏ là chồng mình lại càng thích. Tại vì là nó chồng mình nói là nó ngọt, mà nó ngọt ngon ngon. Nó không có nói chung là dễ ăn, với cái mùi nó thơm hơn là chuối chuối Mỹ á mọi người. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ làm hai con cua này nha mọi người. Rồi sẽ cập nhật tình hình cái chân của chồng mình cho mọi người cùng biết ha. Này, nó không phải mùa, người ta bán 11 đồng lận, hơn gấp đôi luôn. Mình cho cua vào đây, mình chiên vàng đều lên cho nó thơm á mọi người. Với cả là khi mà mình ram với me á, thì nó sẽ đỡ tanh hơn. Còn bên cái nồi này mình đang hấp con cua còn lại. Khói quá trời khói. Mình mua cái loại nước me này này dùng rất là tiện luôn. Không cần phải mua cái loại mà me me trái á, xong rồi về lại phải cho nước vô rồi dầm ra lấy nước. Cái này là nước trong luôn á. Mà cái hũ này đâu có 2 đồng thôi mọi người. Mà bữa giờ mình nấu được rất nhiều món luôn. Mình nấu cả canh chua cũng dùng cái này nữa. Rất là tiện đó mọi người, mua ở ngoài chợ Việt á, quá trời luôn. Xương mình hầm nãy giờ được hơn tiếng rồi mọi người. Giờ mình sẽ cho cái bí ngô này vào. Bí đậu hay bí ngô ta? Cũng như nhau mà ta, đúng không? Thì mọi người thấy là mình không có gọt vỏ đúng không? Từ từ bình tĩnh để mình giải thích xương xương. Nhiều người á, thì người ta không có gọt vỏ. Thường thì bí đỏ ở Việt Nam á, thì cái vỏ này, cái vỏ xanh xanh này này, nó rất là dày, nhưng mà ở đây này mọi người, bí đỏ bên Mỹ này rất là mỏng luôn. Và ngày trước á, có một chị bạn, chị mới nấu, sau rồi chị ăn cái mình thấy lạ, mình mới hỏi là ủa chị không có cắt vỏ hả? Tại vì cái này phải cắt vỏ chứ sao chị để nguyên vỏ vậy? Xong chị nói thì mày cứ thử ăn đi, coi cắt vỏ hay là để nguyên vỏ nó ngon hơn. Cái mình thử đúng thiệt là rất là ngon mọi người. Là ngon vì cái phần vỏ này nè. Đó. Lúc đầu mình tưởng là nấu phải lâu lắm nó mới chín, nhưng không nè, cái vỏ nó rất là mỏng luôn, không hề dày, và nấu giờ bỏ vô là khoảng 5 đến 10 phút là nó chín rồi. Và khi mà mình nấu dày thì cái vỏ này nó giữ giữ cái phần vàng vàng này nè mọi người, phần thịt thịt á, thì nó sẽ không có bung ra, không có ra cái màu vàng vàng, thì cái nước canh nó trong nhìn nó đẹp. Mà rất là bùi nha, cái vỏ này á, ăn rất là bùi luôn. Đó.
mình giải thích sương sương. Nếu mà ai mà chưa bao giờ nấu kiểu này á thì thử coi. Mình không biết là bí ở Việt Nam nếu mà để vỏ thì ok không, nhưng bí bên này á vỏ mỏng lắm. Nên là từ đó trở đi là mình nấu bí đỏ là mình để nguyên như vậy. Và chồng mình cũng nói là nó ngon hơn thiệt. Nó bùi lắm luôn á. Bây giờ mình nấu khoảng 10 phút đi ha. Rồi mình tắt bếp rồi mình dọn ra mình ăn. Nãy reme con này xong rồi nè. Xin chào mọi người. Hôm nay bà ăn đâu? Cua. Cua. Canh. Canh. Xin mời mọi người. Xin mời mọi người. Chân ăn đau lắm. Chân ăn đau đau lắm. Đau cực kỳ luôn. Đau cực kỳ luôn. Cảm ơn mọi người nhiều. Cảm ơn mọi người nhiều. Dạ hỏi thăm anh. Đau không? Dạ hỏi thăm anh. Thăm anh. Ừ. Ừ. Love you. I said my foot so hurt. Oh yeah. Yeah, thank you so much for asking me. It's getting better. Yeah. I'll be good. Rồi mọi người ơi, xin mời mọi người cùng ăn với hai vợ chồng mình nha. Đây cái nải chuối thần thánh này. I know that you like this baby banana from Vietnam. Oh yeah, apple bananas we call. Apple banana. They say baby banana. So this is really good for your bone. It's the have a calcium in it, and the even the pork bone and the egg. Mình có chiên một ít trứng đây này, trứng cũng tốt cho xương hay sao ha, có canxi đó mọi người. Rồi, let's eat. Rồi, mọi người. Rồi, ăn cái nào trước đây? À quên nước chấm. Oh yeah. Này. Nước chấm hải sản này mọi người. Nhiều bạn hỏi quá. Đây, mọi người chụp cái màn hình lại nha. Đó, chuyên chấm hải sản. Để chấm với con cua này. Mọi người thấy không, ảnh là ảnh xúc cái canh trước tại vì ảnh thích đó, món tủ á. Mình sẽ ăn cua me trước. Bác sĩ cho ảnh hỏi ảnh là có cần cái nạng á, cái nạng cái chống nạng để đi á mọi người, thì ảnh không có lấy, ảnh nói phiền quá. Mình nói trời ơi, người ta cho thì lấy đi, sao không lấy, không nghe lời mọi người. Bác sĩ nói lấy cũng được, không lấy cũng được, tại nó lấy thì tiện cho mình hơn, mình chống á nó không có bị đau mọi người, còn ảnh không chịu mọi người. Chồng mình á mà anh mà đã quyết cái gì rồi á là không ai có thể thay đổi được ha. Is it good? Good. It's not the season yet. So got expensive. Oh yeah. Then no more. Còn nói là cả nhà, à quên, cả ngày ở nhà buồn với cả là chán á. Ở nhà mới có mấy ngày kiểu như là trầm cảm luôn á, ăn không nói gì luôn.
so good there. Ngon quá. Mình hỏi là bữa nay anh thấy sao, có đợi hơn chưa? Anh nói là cảm giác là khi mà mình đặt cái bàn chân xuống đi á, thấy nó dễ nhàng hơn. Dễ dàng hơn là mấy ngày đầu á. Nhưng mà đau thì vẫn còn đau. It's good. It's crab. Sauce is really good. Bữa nay á mọi người, mình coi trực tiếp chú Chí Tài về Mỹ á. Giờ coi đến cái cảnh mà kêu là chị bé heo đi ha, cho nó thân thiện hơn là cô bé heo, mặc dù là đáng tuổi cô của mình á. Cái lúc mà chị bé heo được con heo bông á vào tay chú á, rồi mình lúc đó đúng là sắp muốn rớt nước mắt luôn nè. Xong rồi cái cảnh mà chào giống như là nắm tay chú rồi trước khi chào tạm biệt các mọi người, để đậy cái nắp hòm lại á, quá xót xa luôn. Mà trước giờ á, mà mình nhìn thấy cái cảnh mà người đã chết đi mà nằm trong quan tài á, mình thấy sợ sợ á. Nhưng mà tại sao nhìn hình ảnh của chú mình không hề thấy sợ luôn nha. Người ta có trang điểm cho chú á, mà anh mặc rất là đẹp, giống như kiểu là chỉ là đang ngủ thế á, chứ không phải là chú đã chết đâu. Không hề sợ luôn. Coi trực tiếp mãi cho đến khi hết luôn rồi. Hết thương gì đâu. Vậy là hết xong một kiếp người. Mình bởi vậy hả? Ở đời á, yêu thương nhau nó còn chưa có thấy đủ nữa, chứ cũng hù gì là ghét nhau đúng không mọi người? Tại vì chết là hết à. Mà mọi người thấy cái đám tang bên Mỹ sao? Nhìn nó kiểu văn minh ha. Văn minh rồi xong rồi. Theo luật á mọi người, nay Covid này là có cảnh sát đứng đó, người ta coi á, quan sát á. Tại vì là đám tang thì đám tang, nhưng mà cũng phải theo cái quy định á, theo luật á, phải đeo khẩu trang này kia. Xong mà đứng cách xa bao nhiêu á, người đến tham dự lễ tang ha, mặc bộ đồ đen á, rồi ngồi vào ghế các kiểu, rồi không có gọi là ồn ào rồi xô đẩy, rồi không có cho livestream chụp hình, là người ta không có livestream chụp hình. Đó là cũng là lần đầu tiên mình thấy đám tang ở Mỹ như thế nào á. You only like this? No crab? I don't want crab. You don't want crab? No. Oh, oh. I'm good. I bought this for you. Yeah, well, I'm good. Because today I'm not really wanting to eat crab, but I know a crab have a lot of calcium. Trời ơi, tôi mua cái này cho anh mà. Macaroni is so expensive, eh? And you choose the cheap one and you eat. Cái món này rẻ bèo luôn. Còn khai con cua này rất là mắc tiền. Mà ngày hôm nay mình cũng không có
kiểu là không có thèm cua hay gì á, mà là giống như là mình thấy ảnh cần bổ sung canxi á, mà mình thấy cua tươi ngon cái mình mua về á mọi người. Mặc dù là không phải mua cua, thường là mua cua là mình mới mới mua tại vì nó rẻ. Cho hai con cua này mắc lắm luôn á. Nãy giờ anh xúc không anh? Anh xúc với anh trứng. I just don't really feel like working for it. Oh, yeah. Let me do it. Anh lười đó. Anh lười dùng tay để lấy gỡ thịt đó. Đây. Bình thường là không có lười đâu, nhưng mà bữa nay lười đó mọi người. Yeah, I mean, I'm not gonna eat it like that either. Put your fingers all over it like that. I'm good. Thank you, though. Yeah, I'm gonna eat like this. Eat them. Cái con cua này nó không có gỡ được ra từng miếng nha. Này, đây này. It's good though. Yeah, it's good, babe. Can't believe you don't want to eat it. Eh. Oh, thịt đâu rồi, thịt chưa đó. I just don't want to work for it. À. Giờ lại nói không? Tại vì là anh không có muốn, anh lười. Lười cầm người. Anh nó. Người Mỹ lười anh mấy cái này lắm mọi người. Người ta ăn cua là phải giống như là thịt gỡ sẵn rồi thì người ta mới ăn. Giờ mình sẽ trả lời một số câu hỏi của nhiều người thắc mắc. Cái lúc mà mình làm cái video đầu tiên, ngày đầu tiên phát hiện ảnh bị bong gân á, tưởng là bị bong gân á mọi người. Thì đúng rồi, cả lúc đó tụi mình tưởng bị bong gân thì mà lúc đó là lúc ảnh về là 9 giờ tối rồi. Thì mọi người hỏi tại sao không đưa đi viện liền. Đâu phải muốn đưa đi viện là được liền là được đâu mọi người ơi. Cái này đó, thuộc về khớp chân này kia là phải đưa đi đến cái phòng khám của bác sĩ chuyên về cái chân, mà giờ đó người ta đâu có làm việc đâu à, mà muốn đi đến đó thì cũng phải ngày mai, đợi đến ngày mai không đến chỗ làm báo cáo tình hình như vậy xong rồi người ta mới nói là đến chỗ nào để mình khám đó. Chứ không phải là sao đâu mọi người. Mà lúc đó hai vợ chồng mình cũng cứ tưởng là bong gân thiệt chứ không nghĩ là bị gãy rồi. Thế mà lúc đó kể cả tưởng hay là không tưởng thì kiểu gì tụi mình cũng sẽ đi bệnh viện là sáng ngày hôm sau là đi liền đó đó. Đó.
Rồi câu hỏi tiếp theo, tại sao mọi người hỏi tại sao mình không nghỉ làm đi để mà chăm chồng mình? Chồng mình nói là thứ nhất anh không muốn mình nghỉ làm, thứ hai mình cũng không muốn là mình nghỉ làm, tại vì anh đã từ chối cái trợ cấp của công ty anh á, thì bây giờ mình là trong thời gian này mình là lao động chính, mình mà nghỉ nữa rồi sao, rồi ai sẽ là người trả tiền bill? Bên này á không phải như ở Việt Nam, mở mắt ra là bao nhiêu thứ bill cũng quá trời luôn, đến ngày là phải nạp cái đóng tiền, không đóng tiền thì thẻ tín dụng nó sẽ bị xấu đi, rồi sau này mình không làm được cái gì hết á. Mấy cái này thì ai ở bên Mỹ mới hiểu, nên mình không thể nào mà nghĩ làm được đâu mọi người. Và nhiều người nói thì nghỉ làm rồi xong xin trợ cấp, đã nói là chồng mình đã không thích rồi, chồng mình rất là dị ứng với những cái trường hợp mà xin trợ cấp này kia, nên là trường hợp đó cũng không được. Với cả ảnh bị gãy, khó di chuyển, nhưng mà không phải là không di chuyển được. Ngay cả mình muốn dìu ảnh á, mặc dù mình không có dìu được nha, tại vì mình nhỏ con á, mình dìu cũng như không à. Thì ảnh cũng tự đi được á mọi người, ảnh không chịu cho mình dìu. Ảnh tự đi được, mặc dù đau, nhưng mà ảnh vậy đó, không bao giờ muốn làm phiền người khác. Mình có chăm ảnh, có giúp ảnh thì giống như là làm tất cả các việc nhà, rồi nấu ăn cho ảnh. Tại vì bình thường việc nhà là như giặt đồ hoặc là rửa chén là ảnh làm hết, thì bây giờ mình làm hết mọi chuyện luôn. Rồi ví dụ như lúc ảnh đi tắm thì ảnh muốn mình lấy đồ cho ảnh hoặc là làm gì đó thì mình sẽ phụ vậy thôi. Chứ để mà nói ở nhà hai người không vậy không có được đâu mọi người, phải đi làm chứ. Anh ở nhà mình biết là anh rất là khó chịu, bây giờ biết sao rồi. Anh đang ngứa ngáy tay chân lắm luôn, anh muốn đi đâu đó đó mọi người. Have some napkins. Cái bí này y chang như là khoai luôn á. Nó ngọt, ngon dễ mang mùi nữa. Rồi có câu hỏi gì nữa không ta? Chắc hết rồi đó. Không có câu hỏi gì nữa đâu. Đúng rồi, có một câu hỏi là tại sao chồng mình lại không nhận trợ cấp? Tại anh thích vậy, với cái quan điểm sống của anh khác, cái cách suy nghĩ, cái lối suy nghĩ của anh khác. Không biết giải thích sao, nhưng mà anh là con người như vậy mọi người, khó giải thích lắm. Nhiều người ta không tin tưởng là chồng mình tào lao. Không, anh không lấy là không lấy đâu. Mình biết rõ chồng mình mà. Còn có nhiều câu chuyện mà kể ra mọi người còn không tin nữa. Làm những cái việc mà nhiều người nghĩ chắc trên đời này không có ai tốt như vậy, nhưng mà thiệt anh đã làm và mình đã chứng kiến. Nhưng mà bây giờ chẳng lẽ ngồi mình kể đúng không? Thôi đã làm việc tốt thì không bao giờ nên kể vậy ha. You done? Yep. More crap? No. No. Không muốn ăn cua nữa. Thế nhờ mua ai con cua về cho anh mà anh không ăn đâu anh à. Không, bữa nay mình cũng không có hảo cái món cua đó này. Mua về cho anh mà anh không ăn, mình ăn, xin lỗi, mình sẽ ăn, cố gắng ăn hết. Rồi thì cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video ngày hôm nay của hai vợ chồng mình nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo. Bye bye mọi người, chúc mọi người có một ngày mới tốt lành. Bye bye. Bye. Xin chào.